Xin chào quý khán giả của chương trình Giai điệu phim Việt. Xuyên suốt bộ phim Điều ước sao biển là một câu hỏi của bé Sò Điệp: ba mẹ của mình là ai? Vì cô bé đã phải sống từ nhỏ với mẹ nuôi và bà ngoại của mình, và Sò Điệp đã phải đi khắp làng chài để có thể hỏi tất cả những người lớn, nhưng không một ai biết ba mẹ của cô bé là ai cả. Cho nên khi mà nhìn thấy tất cả các bạn nhỏ đồng trang lứa được ba mẹ yêu thương, và cô bé Sò Điệp khao khát được một lần gọi tiếng mẹ, nhưng khao khát ấy lại trở nên mơ hồ và vô định. Ca khúc Mẹ ơi là một ca khúc đã nói lên nỗi lòng của Sò Điệp khao khát được một gọi một tiếng mẹ. Nào bây giờ chúng ta hãy cùng lắng nghe ca khúc này nhé. Năm tháng qua tìm mẹ trong giấc mơ, con vẽ nên mẹ trong bao trang vỡ. Đi đến nơi mộng mơ, trong khói sương gặp mẹ nơi đó. Năm tháng xưa đời mẹ bao trái ngàn, năm tháng xưa đời mẹ bao vỡ tan, rồi phút nào bình an khi trái tim mẹ đắm lệ luôn ra bàn. Một ca khúc rất cảm động qua giọng hát ngọt ngào của Bảo Nghi. Và Bảo Nghi cũng là một nhân vật ở trong bộ phim này, đó chính là thám tử Bo Bo. Với diễn xuất đầy nhập tâm của Thanh Mỹ đã khiến chúng ta cảm nhận nỗi lòng rất là sâu sắc của cô bé về tình thương đối với mẹ của mình và mong khao khát được gặp mẹ dù chỉ là một lần. Và chắc hẳn Thanh Mỹ đã không còn xa lạ đối với tất cả chúng ta khi những ai đã theo dõi điện ảnh, và cô bé đã có một vai diễn rất ấn tượng trong bộ phim Tôi Thấy Hoa Vàng Trên Cỏ Xanh. Và bộ phim này đã được rất nhiều khán giả rất là yêu mến. Với sự góp mặt của dàn diễn viên nhí tài năng và một ca khúc nhạc phim vô cùng tuyệt vời, thì chắc chắn Điều Ước Sao Biển sẽ là một lựa chọn không thể nào bỏ lỡ trong dịp hè này rồi, đúng không quý vị? Và quý vị hãy nhớ cùng Chí Thiện theo dõi bộ phim Điều Ước Sao Biển nha. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.